rồi đó. Mặc dù tôi biết nó không phải là cái quá dễ, nhưng đảm bảo với các chị phần thưởng khi các chị hiểu nó sẽ không tuyệt vời. Chắc chắn là như vậy. Xếp. Các chị sẵn sàng để nghe không ạ? Nó không có khờ. Cần năng lượng hơn chút, các chị sẵn sàng để nghe không? Thẳng vậy, rồi mình mới cảm ơn mẹ xuống được như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta... di sản văn hóa phi vật thể, trong đó ông Sìm Văn Phong, dân tộc Bà Thẻn.